kêu trên buồn vàn gian khó. Dù bao giông tố nhưng con tim ý chí tráng sườn, với bao yêu thương vẫn tin rằng Chúa luôn an bài. Này hạt giống đã đến lúc đâm nhành chỗ bông, học viên không sao hân hoan vui mừng tiến lên. Lớp lớp đàn anh bao công lao xây dựng vun đắp, lớp lớp đàn em bước theo chân đàn anh lên đường, đi tìm chân lý là sự sống tình yêu cứu đường. Học viên không sao ra khơi đưa sóng ra khơi, vang lên câu ca cảm mến, cảm mến tri ân. Thật ra vinh quang chỉ của chân lý, thật ra tình yêu suối nguồn ân thiên. Học viên không sao đưa sóng ra khơi, con tim hăng say đồng cháy hòa khúc tân ca, biển sóng mênh mông tri thức vô tận. Học viện Công giáo Việt Nam hân hoan chào đón quý đức cha, quý cha, quý cha bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý giáo sư, quý khách và toàn thể sinh viên đã đến với học viện trong ngày khai giảng hôm nay. Và để nghi thức khai giảng được diễn ra trong sự chúc lành của Thiên Chúa, chúng con xin trân trọng kính mời cha giáo Du Xe Ngô Ngọc Khanh xứ nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi tâm hồn đang hiện diện nơi đây. Xin kính mời đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể hội trường cùng hiệp chung những giây phút cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt vì được cử hành lần đầu tiên trong ngôi trường mang tên Học viện Công giáo Việt Nam. Giờ đây chúng ta cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi thánh hóa năm học mới này. Xin Người ban cho chúng ta tinh thần mới, phù hợp với ngôi nhà mới. Xin Chúa Cha gửi thần khí của Đức Kitô phục sinh xuống trên chúng ta. Xin Người ban cho chúng ta lòng khao khát chân lý, yêu thích sự thiện lành và say mê vẻ hoàn mỹ của Thiên Chúa qua việc hăng say học tập và nghiên cứu các môn học thánh trong năm học mới này. Xin mời cộng đoàn đứng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã dành cho chúng con. Hôm nay là ngày đặc biệt vì học viện chúng con bước vào một giai đoạn mới nhờ đã có một ngôi trường riêng mang tên Học viện Công giáo. Không còn là học viện vô hình, nhưng đã có một học viện hữu hình được xây bằng gạch
đúc bằng bê tông và tô điểm bằng những màu sơn rực rỡ. Ngôi nhà học viện là hoa trái kết tinh từ tình thương Chúa với sự quan tâm và nỗ lực của nhiều người, của Hội đồng Giám mục, của Đức Cha Trưởng Ấn, Đức Cha Viện Trưởng, Quý Đức Cha, đặc biệt là Đức Cha Giáo phận Bắc Ninh với Cha Giám đốc và Quý Cha Nhà Hưu Dưỡng, cùng Quý Cha trong Giáo phận, của các bề trên các dòng tu, của Quý Linh Mục và Tu sĩ Nam Nữ, của mọi thành phần dân Chúa và quý ân nhân, cũng như quý chính quyền các cấp và của từng người trong học viện chúng con. Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần đến soi sáng cho chúng con biết rằng học viện hữu hình này sẽ trở nên vô hình, vô danh nếu chúng con không trở nên những viên đá lời Chúa sống động cùng với Đức Giê-xu là đá tảng gốc tường. Không hun đúc bằng sự vững chắc của tín lý, không tô điểm bằng những màu sắc đặc trưng của các tư tưởng triết học và thần học hòa quyện với màu sắc văn hóa Việt Nam. Xin cho chúng con yêu thích tìm kiếm chân thiền mỹ, say mê nghiên cứu thần học và chăm chú học hỏi lời Chúa rồi đem ra thực hành trong đời sống. Đó là cách chúng con xây học viện trên nền đá. Đó là cách chúng con thi hành sứ vụ trong giai đoạn này và chuẩn bị cho sứ vụ trong tương lai, nhằm góp phần kiến thiết học viện, xây dựng giáo hội và đóng góp cho quê hương thân yêu của chúng con. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Xin cộng đoàn cùng đọc chung lời kinh của học trò thầy Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con biết chăm chỉ hồng hành, rèn luyện thân xác, trau dồi tâm hồn chúng con bằng những đức tin tôn, để chúng con có thể làm sáng danh Chúa và giúp ích cho chính bản thân, gia đình, cho giáo hội, cho tổ quốc và cho loài người chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng lên Đức Mẹ lời kinh của chúng ta để xin vâng theo thánh ý Chúa. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, niềm vui dân trang đây đó, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Đến với ngày khai giảng hôm nay, chúng con hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng là trưởng ấn của Học viện Công giáo Việt Nam. Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và cũng là Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn.
và Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường. Chúng con cũng nhiệt liệt chào mừng quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý giáo sư của Học viện Công giáo Việt Nam. Học viện cũng xin chào đón quý đại diện Ủy ban Nhân dân Mặt trận thành phố, Ủy ban Mặt trận thành phố, Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa, đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận phường Bình Thọ. Và sau cùng, chúng con hân hoan được chào đón quý ân nhân, quý khách và toàn thể sinh viên.